anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Replay. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em cũng như đánh giá về anh em về một trong những cái sàn mới nhất hiện nay, đó chính là sàn ACY ha. Thì mặc dù nói đây là sàn mới nhất hiện nay nhưng mà ACY đã có 14 năm kinh nghiệm trong ngành rồi và là một trong những broker được quản lý bởi ủy ban chứng khoán và đầu tư của Úc, ASIS ha mọi người ha. Thì đây cũng là một trong những cái broker gọi là khá nổi tiếng và cũng là uy tín ở trên thị trường thế giới. Rồi, thì đó là tổng quan chung về ACY. Tiếp theo mình sẽ nói một số cái thông tin về ACY ha. Thì ACY hiện tại đang có cái giấy phép của ASIS theo với cái số hiệu là 403863 và trụ sở chính của nó thì được ở Chatswood và thành lập năm 2011, đến nay đã hơn là 14 năm rồi. Thì sản phẩm giao dịch của ACY sẽ bao gồm là trên 60 cặp forex, 10 trên 10 chỉ số, hơn 2.200 mã cổ phiếu, có ETF, có kim loại quý, hàng hóa, hợp đồng tương lai và tiền điện tử. Nói chung là có thể đáp ứng tất tần tật cái nhu cầu của anh em về các sản phẩm giao dịch trên thị trường. Tiếp theo là phần phí. Phí thì split nó sẽ dao động từ 0.0 bip ha, và hoa hồng bắt đầu từ 2.5 đô một lot trên một chiều, và đòn bẩy tối đa lên tới 1/5000 tùy loại vào cái loại tài khoản mà anh em mở. Thứ hai là tiền mặt tối thiểu của nó cho sản phẩm standard sẽ là 50 đô. Khuyến mãi hiện tại là có 30% tiền thưởng tín dụng cho lần nạp đầu tiên. Phần cuối cùng là nền tảng giao dịch Logic Trader, sẽ bao gồm là có Logic Trader nè, MT4, MT5, ứng dụng di động thì có sẵn cho tất cả các nền tảng luôn. Và hình thức của nó sẽ rất là nhiều hình thức nạp tiền và rút tiền dành cho anh em. Thì nói chung là sẽ là phù hợp với tất cả anh em đang có ý định đầu tư hiện nay. Rồi, về mức độ uy tín thì ACY là một trong những sàn được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc hay gọi là ASIS. Thì đây chúng ta sẽ thấy đây chính là cái giấy phép từ ASIS ha, và đây cũng là nguồn của từ ASIS luôn, mình lấy cho anh em thấy đó. Thì broker này đã có hơn 14 năm kinh nghiệm ở Úc rồi và đang được quản lý bởi ASIS. Thì đây là một cái trong những cái tham chiếu để giúp anh em có thể tự tin đánh giá là việc là có nên giao dịch với broker này hay không. Tiếp theo chúng ta sẽ nói là chính sách bảo vệ của ACY. Thì cũng như những cái sàn broker, những cái sàn khác hoặc broker khác thì ACY có chính sách là tách biệt tài khoản ha. Thì sẽ bao gồm là thực hiện chính sách tách biệt tài khoản nè, tức là tài khoản tiền gửi của anh em sẽ nằm biệt lập với tài khoản của công ty ha, để tránh được những cái rủi ro phía sau. Thứ hai là bảo vệ số dư âm, thì ACY cũng cam kết rằng áp dụng sách bảo vệ số dư âm cho tất cả tài khoản của họ. Điều này đảm bảo là nếu anh em có bị thiệt hại vượt quá số tiền gửi ban đầu á thì cũng sẽ không bị tính quá cái số tiền gửi ban đầu của mình nha. Rồi, tiếp theo về phần giải thưởng thì hiện tại là ACY đang có rất là nhiều giải thưởng ha. Thì cũng giống như họ công bố ở đây thì chúng ta thấy là họ xuyên suốt đạt giải thưởng bắt đầu từ năm 2016 tới hiện tại. Và hiện tại là Tim Cahill đang cũng là đại diện cho thương hiệu của ACY ở đây. Ở đây có thể thấy là cái thông tin này nó sẽ được hiển thị ở trang chủ của ACY nè. Rồi, phần tiếp theo là đánh giá từ cộng đồng. Thì ở đây mình cũng đã tổng hợp cho anh em về cái phần đánh giá của ACY rồi. Thì phần ACY này đánh giá trên Trustpilot nó đang tiệm cận mức 400 được đánh giá và có mức điểm là 4.6 sao. Và cái lần này gần nhất mình đã thử xem là 4.8 sao rồi. Thì đây nói chung là một con số và lượt đánh giá tương đối tốt ở trên nền tảng này. Đó, thì anh em cũng sẽ thấy đây là một cái lượt đánh giá tương đối tốt. Thì đây có một tham chiếu để cho anh em có thể là tự tin hơn khi mở giao dịch với ACY. Rồi, các loại tài sản ở các tài khoản trên sàn ACY thì ACY cho phép chúng ta lựa chọn 3 trong tổng 3 số tài khoản của họ, thì có chênh lệch từ 0.0 bip và hoa hồng từ 2.5 đô mỗi lot nha. Thì tùy vào từng loại tài khoản thì mình sẽ vào chi tiết để cho anh em sẽ thấy. Rồi, thì anh em sẽ thấy ha, ở đây chúng ta sẽ có thứ nhất là một cái tài khoản standard. Anh em ha, standard với tiền nạp tối thiểu ban đầu là 50 đô. Còn đối với Pro Zero thì tiền nạp tối thiểu ban đầu của chúng ta sẽ là 200 đô. Và cuối cùng là tài khoản B-Spot thì cần tối thiểu 10.000 đô la. Về cái khối lượng giao dịch tối thiểu thì các tài khoản này có khối lượng giao dịch tối thiểu là như nhau. Và split thì đối với Pro Zero và B-Spot thì anh em sẽ có thể được hưởng cái mức ưu đãi split bắt đầu từ 0.0 bip ha.
Còn đối với Standard thì chúng ta sẽ phải chịu mức phí thả nổi với mức phí split thả nổi nha. Nhưng mà đặc biệt bù lại thì hoa hồng của Standard sẽ không có. Và đối với Pro Zero sẽ là 3 lô, 3 đô mỗi lô cho một chiều, tức là 6 đô cho một lần chiều đi và chiều về. Và ngược lại Bizbox là 2,5 đô cho mỗi lô trên một chiều, thì khi mà dịch hai chiều sẽ là 5 đô một lot. Rồi, thì đặc biệt thì đòn 7 nó sẽ là từ khoảng từ 1 đến 500. Còn riêng đối với Logic Trader thì anh em sẽ có đòn 7 tích từ 1 đến 5.000. Rồi, đây là những cái gì mà sơ lược nhất về cái phần tài khoản của sàn. Rồi, mình sẽ đi sâu một chút xíu vào so sánh tài khoản của sàn ha. Thì anh em lưu ý, mặc dù cái tiền nạp tối thiểu ban đầu của đó sẽ là 50 đô cho Standard, 200 đô cho Pro Zero và 10.000 đô la cho Bizbox, thế nhưng khi anh em đã giao dịch thì anh em nạp ở lần tiếp theo thì tiền nạp tối thiểu chỉ là 50 đô cho tất cả các loại tài khoản luôn. Đây cũng là một cách tiếp cận gọi là khá là hay, và nó giúp cho anh em có thể là sử dụng sàn cũng như là tận dụng cái cơ hội chi phí tiền nạp đầu vào. Bởi vì mặc dù tiền đầu vào của Rozero và Bizbox nó cao, nhưng mà anh em chỉ cần là sau đó là mỗi lần mình nạp vào anh em chỉ cần tối thiểu là 50 đô thì anh em cũng được tận hưởng cái ưu đãi của Rozero và Bizbox. Đó là một trong những cái chính sách khá là mới và thấy là hay và giúp cho trader dễ tiếp cận những cái tài khoản cao cấp của sàn. Rồi, thì đó chính là những cái phần tiêu chuẩn về sàn tài khoản trên ACY. Rồi, thì các sản phẩm giao dịch thì chúng ta sẽ có, như mình đã nói, ACY sẽ có hơn 2.200 công cụ dịch khác nhau trên nền tảng MT4, MT5 và Logic Trader, bao gồm là Forex, kim loại, quý, chỉ số, hàng hóa, điện tử, ETF và CFD cổ phiếu. Nói chung đây là một danh mục khá là rộng lớn dành cho anh em trader hiện nay, là đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch và sở thích của anh em luôn. Thì anh em có thể sao vào trang chủ của họ ha. Thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm của họ nó sẽ bao gồm rất nhiều loại ha. Thứ nhất là về phần cổ phiếu nè. Đây, thì họ cho phép anh em truy cập hơn 2.200 cái công ty lớn nhất trên thế giới trên sàn giao dịch NYSE nè, hay NASDAQ hay ISX thông qua nền tảng MT5 ha. Thì tất cả gần như cái cổ phiếu mà nổi tiếng và lớn hiện nay thì anh em đều có thể tìm được ở trên với sàn giao dịch ACY. Rồi tiếp theo là các quỹ giao dịch trao đổi ETF. Thì ở đây ACY cung cấp cho anh em là CFD ETF, cho phép anh em mà truy cập vào và giao dịch với các quỹ này ha. Rồi, còn đối với Forex thì đây là thị trường khá truyền thống đối với anh em ha. Nói chung là bắt đầu từ năm 2011 thì ACY đã làm như gầm chủ về cái phần là sản phẩm về Forex rồi. Thì anh em có thể tìm thấy ở đây là nó sẽ tương đương với đến là hơn 50 cặp tiền tệ, trong đó các cặp chính, cặp phụ, cặp chéo đều đầy đủ cho anh em hết, đáp ứng mọi nhu cầu dịch của anh em ha. Và anh em thấy hiện tại là ACY còn có thêm một cái nữa là hàng hóa. Hàng hóa ở đây sẽ được tính là kim loại quý, năng lượng. Anh em thấy anh sẽ có vàng nè, dầu nè, dầu Brent nè và bạc chẳng hạn đó. Thì tất cả những cái phần hóa này cũng sẽ ở dưới dạng là hợp đồng CFD để cho anh em có thể giao dịch được ha. Rồi tiếp theo cái phần nữa đó chính là phần chỉ số. Thì ACY cung cấp các chỉ số ở dạng CFD rất là nổi tiếng như SP500, S&P 30, Dow Jones chẳng hạn, Nikkei 25, hoặc là AU200. Tất cả mỗi thứ này đều đáp ứng với cái sở thích là giao dịch chỉ số của anh em ha. Tất cả các chỉ số lớn trên thế giới đều có ở đây. Và cuối cùng là tiền điện tử, thì những cái đồng crypto mà mang tính gọi là thanh khoản tốt, được giao dịch nhiều thì cũng sẽ được ACY đem lên nền tảng giao dịch của mình ha. Thì bao gồm chúng ta sẽ có Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Link chẳng hạn đó. Tất cả những gì mà sản phẩm mà ACY cung cấp cho anh em đó. Thì chúng ta thấy là ACY có một cái danh mục tài khoản khá là đa dạng và một cái danh mục sản phẩm giao dịch cũng khá là rộng lớn, đáp ứng gần như là mọi tất cả nhu cầu giao dịch nè, chiến lược cũng như là sở thích giao dịch của anh em đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần nền tảng. Thì như mình đã giới thiệu ban đầu thì ACY đang có 3 loại nền tảng giao dịch, tốt nhất là MT4 khá thân thuộc với anh em ha, MT5 cũng vậy, và cuối cùng là một cái loại nền tảng mà do chính ACY phát triển, đó chính là Logic Trader. Thì đầu tiên ha, mình sẽ nói về MT4, thì cũng giống như MT4 của các sàn, MT4 và MT5 đi, thì cũng giống như cái MT4 và MT5 của tất cả các broker khác hiện nay, thì những phần mềm này nó quá thân thuộc và rất là dễ sử dụng đối với anh em rồi. Thì anh em trader nào cũng đã từng sử dụng qua MT4, MT5
đó. Còn nếu anh em nào chưa biết thì có thể vào website của VM Rebate ha. Ở đây mình sẽ có những cái bài viết hướng dẫn cũng như là video hướng dẫn anh em sử dụng những cái công cụ cũng như là hướng dẫn sử dụng nền tảng MT4, MT5 rồi. Và đặc biệt thì mình muốn nói ở đây chính là cái nền tảng Logic Trader của ACY. Thì đây là cái nền tảng giao dịch sáng tạo mà ACY đã dành công phát triển cung cấp ha, và nói chung là tối ưu hóa tất cả các hành động cho khách hàng của mình. Thì ở đây anh em có thể thấy với cái phần Logic Trader ở đây thì ACY đang cung cấp cho anh em ở dạng đó chính là Standard và Zero. Ở tài khoản Standard và Zero sẽ được truy cập vào cái phần là Logic Trader. Rồi thì anh em có thấy là những cái lợi ích mà Logic Trader có thể mang lại cho anh em ha. Thì nói chung là nó đang áp dụng cho hai tài khoản, tài khoản tiêu chuẩn và tài khoản Pro Zero, với những cái thông số nó không khác gì các thông số tài khoản thường. Nhưng đặc biệt khi giao dịch với nền tảng Logic Trader thì anh em có thể có đòn bẩy lên tới 1/5000 so với 1/500 so với bình thường ha. Rồi thì đây là một phần nhỏ của giao diện Logic Trader này, anh thấy ha. Nó cũng khá là tương tự phần mềm MT4, MT5 nhưng mà sẽ được tối ưu hơn dành cho khách hàng của ACY. Rồi thì đó chính là những cái phần về nền tảng giao dịch. Tiếp theo về đòn bẩy và phí giao dịch thì như mình đã nói, đòn bẩy của ACY hiện tại đang là 1/500 anh em ha. Đây, 1/500 cho tất cả các loại tài khoản. Riêng nếu anh em nào mở tài khoản mà dưới Standard hoặc là Pro Zero, dưới cái nền tảng là Logic Trader thì anh em sẽ được một cái đòn bẩy là 1/5000. Rồi như mình đã nói rồi nha. Rồi phí giao dịch của sàn ACY thì Cbiz qua ACY là khá cạnh tranh ở ba loại tài khoản Standard, Pro Zero và Bspot. Thì anh em có thể vào trực tiếp trang web của sàn và chúng ta có thể xem được trực tiếp cái mức Cbiz của sàn ha. Rồi thì như anh em này có thể thấy nè, chúng ta có thể xem các Cbiz ở sàn ở trên chính cái trang chủ của ACY. Đây, đối với cái cặp Forex thì anh em thấy ha, thì bình thường nếu tài khoản Standard thì anh em sẽ có một cái chênh lệch là 1.2 pip, nhưng đối với Pro Zero và Bspot thì anh em đang được nhận một cái ưu đãi chênh lệch Cbiz rất là tốt, đó chính là chỉ từ 0.2 đến 0.3 pip. Đó, thì đây là một cái mức gọi là Cbiz là cực kỳ tốt ở thời điểm này đối với các cặp Forex. U cũng vậy nè, 1.5 pip đối với Standard nhưng mà chỉ có 0.5 pip đối với Pro Zero và Bspot thôi. Rồi mình sẽ đi qua một chút về hàng hóa ha. Đối với vàng đi, vàng chúng ta chỉ có một cái sự chênh lệch đâu đó là 0.25 so với là Standard, còn đối với Pro Zero và Bspot là 0.17. thì mức này cũng là mức trung bình, tương đối trung bình giữa các sàn với nhau. Thì nói chung mình đánh giá lại là cái phần Cbiz của phần ACY thì nó sẽ có cái lợi thế và cái ưu điểm, đó chính là ngang bằng đa số với các broker tốt hiện nay trên thị trường và đôi khi còn thấp hơn nữa. Thì đó cũng chính là một trong những cái điểm cộng cho bên em có thể là cân nhắc khi chọn giao dịch với broker ACY. Rồi phí swap thì hiện tại ACY sẽ không tính phí swap này cho tài khoản Hồi giáo, còn các tài khoản từ Standard, Pro Zero và Bspot thì cũng sẽ chịu phí swap như quy định. Thì cái quy định này cũng là quy định đa số của broker hiện nay, là anh em phải chịu cái phí swap phí qua đêm ha. Rồi phí hoa hồng thì riêng tài khoản Standard thì anh em sẽ không chịu phí hoa hồng, nhưng đối với tài khoản Pro Zero và Bspot thì anh em sẽ thấy là Pro Zero sẽ có mức là $5 một lot cho hai chiều và Bspot sẽ là $3 một lot cho $6 một lot cho hai chiều anh em ha. Rồi thì đó là những cái gì mà thông số giúp anh em có thể đánh giá được sàn ACY. Thì đến tại thời điểm này thì mình thấy là sàn ACY ha, với cái nói chung là Cbiz cũng ok, phí swap thì quy định có như các sàn khác. Về phần hoa hồng thì cũng tương đối tốt, ở mức $5 một lot cho Bspot và $6 một lot hai chiều cho phần là Pro Zero. Thì nói chung mức này vẫn là mức chấp nhận được và là gọi là trung bình so với thị trường, không quá cao và cũng không quá thấp. Ngoài ra thì mình ấn tượng với Cbiz của sàn ha, rất tốt đối với mình giao dịch thời điểm hiện tại. Thì đó là những cái thông số mà giúp anh em có thể đánh giá được. Ngoài ra thì sàn ACY còn có cái sự uy tín ở trong trong phần giấy phép nè, trong phần kinh nghiệm hoạt động nữa. Rồi tiếp theo ha, chúng ta sẽ đến với phương thức nạp. Thì broker ACY sẽ
giúp cho chúng ta nạp được với rất nhiều cái phương thức thanh toán nạp rút khác nhau. Thì anh em có thể vào ở trong phần này ha, chúng ta sẽ thấy là ACY sẽ hỗ trợ là có cả Visa, có cả PayTrust, có cả Mastercard chẳng hạn nè, Bitcoin và một số ví điện tử trên thế giới ha. Thì đây chính là những cái khu vực và những cái hình thức thanh toán nạp rút mà ACY có thể hỗ trợ anh em. Và đặc biệt ở hình thức PayTrust thì ACY khuyến cáo sẽ dành cho Indonesia và Việt Nam. Thì cái phần nạp rút này mình sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết ở trong phần video tiếp theo ha, về cách mở tài khoản nạp và rút đối với sàn ACY. Rồi, thì cũng như các broker uy tín hiện nay thì ACY cung cấp rất nhiều phương thức liên hệ hỗ trợ khách hàng dành cho anh em. Thì bao gồm là trực tiếp thông qua điện thoại ha, email, hoặc để lại form trả lời sau liên hệ trực tiếp qua kênh chat của broker này. Thì anh em có thể là liên hệ qua support qua email để trên màn hình nè, hoặc là chat trực tuyến 24/7 trên website, hoặc liên hệ qua fanpage của họ ở cái đường link dưới đây. Ngoài ra thì họ cũng công bố số điện thoại ở nước Úc và hỗ trợ khách hàng quốc tế ở đây. Thì chúng ta thấy một broker uy tín thì họ sẽ không ngần ngại chia sẻ những thông tin này ha. Rồi, thì đó là những cái gì mà cơ bản nhất về ACY. Một số câu hỏi thường gặp là cái nhà cung cấp thanh khoản của ACY là ai, thì mình cũng nói luôn. Thì theo ACY công bố thì thanh khoản ngân hàng của họ đến từ ngân hàng 16 ngân hàng toàn cầu ha, trên thị trường liên ngân hàng. Thì tất cả đều rất cạnh tranh và giành được lệnh tốt dành cho anh em, thì giúp bạn khớp lệnh nhanh và tạo cảm giác cạnh tranh mọi lúc luôn. Thứ hai là tiền khách hàng được giữ ở đâu, thì theo chính sách của ACY thì tiền khách hàng được giữ trong tài khoản tín thác riêng biệt tại Commonwealth Bank Australia và National Australia Bank. Cả hai ngân hàng này được xếp hạng 3A trên toàn thế giới. Tiền của anh em sẽ không nằm chung với tiền của broker, anh em đảm bảo an toàn về việc này ha. Thứ hai là phí rút tiền, thì lưu ý anh em ha. Nói chung đối với mình thì ACY là một cái sàn mà có những cái thông số khá là tốt, nhưng họ sẽ có một cái hạn chế nho nhỏ, đó chính là bạn chỉ được rút tiền miễn phí 3 lần mỗi tháng thôi. Sau lần rút tiền thứ 3 trong tháng dương lịch thì bạn sẽ phải bị tính phí $25 cho mỗi lần rút tiền. Nhưng bạn yên tâm, họ có thể đợi đến tháng sau thì bạn sẽ rút được, tức là reset lại chu trình này một lần nữa. Thì thành ra mình, đối với mình thì đối với một tháng mà trai mà rút tiền 3 lần thì không, cũng không quá là ít. Thì mình vẫn có thể đáp, mình có thể thấy cái mức độ rút tiền và tính phí này là vẫn chấp nhận được anh em ha. Rồi, thì yêu cầu rút tiền xử lý nhanh như thế nào, thì chúng ta có là xử lý cái lệnh rút tiền cùng ngày nếu yêu cầu của mình được nhận trước 16 giờ Úc ha, bây giờ Sydney thì tức là 12 giờ trưa Việt Nam. Các yêu cầu sau 12 giờ trưa Việt Nam thì được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo đó. Thì mình thấy là cái thời gian nạp rút họ cũng khá nhanh, trong vòng chỉ có 24 giờ đầu tiên thôi. Và anh em phải lưu ý cái mốc giờ của họ chính là 16 giờ ở Úc, tức là 12 giờ trưa ở Việt Nam. Rồi, đó là những gì về cái rocker ACY này. Và cái lời kết của mình thì mình đưa ra lại những cái nhận định chung thế này. Thứ nhất là về cái phần thì mình đưa ra nhận định chung về ACY ha. Thì nói chung đối với cái ACY thì mình thấy là họ là một rocker có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường, tận 14 năm ha, và được quản lý bởi Ủy ban đầu chứng khoán và đầu tư Úc. ACY cũng là một trong những cái cơ quan quản lý gọi là khá nổi tiếng trên thế giới, và họ có những cái nguyên tắc bảo vệ khách hàng như là bảo vệ số dấu âm, tài khoản tách biệt, vân vân. Thì họ hội tụ đầy đủ của những broker lâu tiếng và có uy tín trên thị trường. Cái thứ hai về mặt kỹ thuật, mình sẽ thấy những cái thông số về như là loại tài khoản nè, thì họ sẽ có cái những cái tài khoản là không giúp anh, giúp anh em không phải đóng phí hoa hồng, nhưng với một cái mức spread gọi là biến đổi. Nhưng mà còn đối với những cái tài khoản Pro Zero hoặc Speed Spot thì sẽ giúp cho anh em là có những cái tài khoản mà chúng ta sẽ có được cái mức spread rất là tốt, nhưng lại phải trả một cái phí hoa hồng. Thì đây cũng là cái điều khoản chung đạt của đại đa số broker uy tín hiện nay trên thị trường. Thì mình đánh giá đây cũng là một cái broker có cái mức spread, một mức phí tương đối tốt, spread cũng thấp anh em ha. Để mình trình bày phí của họ trên lệch rất là tốt, thì đây cũng là một cái điểm cộng. Thì cái điểm trừ của broker này nằm chủ yếu ở cái việc là anh em chỉ được giới hạn rút 3 lần mỗi tháng, rút tiền miễn phí 3 lần mỗi tháng thứ tư của tháng đó, thì anh em sẽ phải bị trừ $25. Nhưng mà đây cũng không phải là một cái nhược điểm quá lớn đâu, bởi vì nó 3 lần trong một tháng này cũng là con số khá lớn rồi. Rồi,
Thì đó là những cái gì mình tổng quan đánh giá về ACY ha. Thì với những thông tin này thì hy vọng anh em là sẽ có được những cái nhìn tổng quan nhất ha, cũng như là những cái nhìn chính xác để mà mình có thể tự ra quyết định cho mình về cái việc là có mở và giao dịch cái sàn ACY hay không. Rồi, xin chào tạm biệt anh em.